Có cá đầm không chú? Có cá trắng à. Nhóc chân tài im với ta. Ông có nhử mồi không chú? Có gì dễ, gì dễ không có. Dạ. Dạ. Chú không có gãy mồi mà. Nó là được mớ. Cá nhỏ nhỏ. Có vô cái xác này. Có cha con gì nó ống nhất. Cái xác hay cái cha? Cái cha. Cái cha. Có bị chì đa. Thả vô hầm nuôi. Nó dễ có lên gì không mà. Dạ. Đi theo bảy. Ba bốn bến nữa, năm bến nữa mà dạ. Không có làm biến bỏ mấy bến kia. Để đấy ra cho em. Có phi con không? Con quỷ giải trại nào không có nó. Hết cá rồi. Cá mà dạy xuống đây phóng trắng. Dạ, nó đâm chạy á, mới ham. Còn theo ông chạy là bến hai bến nữa. Bến này ít cá. Còn một bến sát này. Được cá bự là nó đâm mê lắm. Cá nhiều đâm mà bự. Dạ, ông chú có bắt cá vàng luôn các bạn. Nó vàng cái đứng chài luôn á, cho dễ. Chú làm năm sáu cũng gì nè. Cái chài kiếm cá. Hôm nay nói chung thì người ta xẹt quá xẹt các bạn ơi. Cá con lớn không nổi luôn. Wow. Cá nhỏ nhỏ nhóc luôn. Quá trời ra. Không thấy cá linh luôn ta. Rồi có con cá linh ghìa. Không có cá. Dạ.
Đấy, rồi từ hết luôn. Được chú cá linh ghìa. Ở ngoài đâm vô luôn vậy trời. Trời ơi, cá ngoài đâm vô luôn. Cá ngoài đâm vô luôn các bạn ơi. Ngoài đâm vô trong phóng ra. Hết cá. Bến giải liền liền gác không? Yeah. Nước này chảy không ta mà gác? Chảy. Miếng tàu chạy vô nè. Như loa cái cây mình nó rụng xuống nè. Giải liền liền tối ngày mà. Dạ. Yeah. Dơ rồi. Sáng mà dùng hôm giải cá linh không à. Ừ, giải ban đêm nữa hả? Ban đêm cá ngon mà. Dạ. Cái thằng cá con phi cái gì đó. Cái linh mình cỡ này bự lớn rồi ta, bự chưa ta? Bự rồi, ngón tay rồi. Dạ. Này nước giật rồi, cá linh cũng bự luôn. Tháng này vậy. Yeah. Hơn cá này, hôm nay cá linh gì à? Không dễ cá linh tròn. Này cái gì băng ngày thắt à? Nước tùy theo nước, tùy nước.